giúp cái anh là một thời kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Thịnh Vương Thầy tự Phật. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Đức, thân chào cô tu nữ Tịnh Lạc và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh chi pháp thì rất quen thuộc. Nhưng mà ý nghĩa thì rất là quan trọng. Mà từ trước đến giờ chúng ta có thể là không có được nghe hoặc là chúng ta không có quan tâm. Mà cái này Đức Phật giải thuyết về ba cái bất thiện tâm, Kusala và ba thiện tâm. Kusala ở đây có nghĩa là cái sự suy tư cái sự hướng tâm đến cả. Nếu nói theo thông pháp thì chữ tầm với chữ cá thì chỉ thường là một cái vùng nó có đặc tính là hướng các cái tâm sở đồng sanh, hay là nó hướng thọ quẩn tưởng quẩn thức quẩn, thọ quẩn tưởng quẩn hình quẩn thức quẩn, nó hướng bốn danh quẩn đến với cảnh cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà chữ Vitakka xài theo trong kinh Tạng đó thì chữ Akutala Vitakka có nghĩa là cái sự suy tư mà nó có cái chiều hướng xấu, bất thiện. Còn thiện tâm Kusala Vitakka tức là cái sự suy tư nó có cái chiều hướng tốt, chiều hướng thiện. Nhưng mà cái này thì trước nhất là chúng ta hãy tìm hiểu sáu cái ý nghĩa mình Đức Phật Ngài đã tuyên bố. Trước hết là cái bất thiện tâm, ba cái bất thiện tâm thì nó tắt thành mù Antakkhana, tắt thành không mắt hay tắt hút gần là nó thành không trí. Ajnanaka Karana đưa đến đoạn diệt, đoạn diệt tuệ
tuệ đoạn duy diệt gọi là Panya Nirodhika, dự phần tổn hại Vikhata Pakhika. Không đưa đến Niết Bàn. Anipana Sanvattaniko Sanvattinika. Ở đây thưa quý vị, như thế nào gọi là tác thành mù, thế nào gọi là tác thành không mắc, thế nào gọi là tác thành không trí, thế nào là đưa đến tuệ đoạn diệt, thế nào là dự phần tổn hại, và thế nào là không đưa đến Niết Bàn. Từ Pali thì dịch như vậy là chính xác rồi đó, nhưng mà chúng ta hiểu ý nghĩa ra sao? Ở đây thưa quý vị, cái chữ Anthakarana, Karna tức là Yathā Bhūta Dasanā Nivāraṇena Anthakaraṇa Karotīti Anthakaraṇa, là làm cho người thấy không có thấy được cái pháp, cái thực tính, như là một người đi ở trong đêm đêm tối đêm 30, không có ánh trăng, không có các vì sao, cho nên người đó đi trên đường họ không thấy được cái cục đá ở giữa đường, hay là một cái cục đất, hoặc là một cái cây chắn ngang đường, họ không có thấy. Gọi là tâm tối. Ở đây ngài dịch là tác thành mù, nhưng mà trong cái nghĩa này là chúng ta phải hiểu là anh thân Karoti, anh thân Karoti có nghĩa là tâm tối, làm cho tâm tối. Thứ hai á, nghĩa thứ hai là Karana tác thành không mắc. Thì ở đây nó có ba chắc khúc mùa sát bằng bằng sát chắc khúc, bằng sát chắc khúc tức là mắt thịt, chữ tâm tối đó các vị xin lỗi vì chúng tôi trở lại chữ chữ tâm tối, chữ tâm mới là chữ chữ á, dấu á chứ không phải là dấu ớ. Sài Gòn mưa nắng sửa lại mình xưng cái chữ đó. Giờ tâm tối thứ nhất cái gọi là măng sát chắc khú, tức là mắt thịt, tức là con mắt, mắt tai mũi lưỡi thân đó,
ở trên thân người chúng ta có con mắt, mắt đó mắt thịt. Thứ hai gọi là Dipachakhu là thiên nhãn hay là con mắt trời, con mắt chư thiên, tức là nhất thần thông do chứng thiền. Nhất đó có thể nhìn thấy ở xa một vật thể xa, hay là nhìn thấy được sắc tế, sắc vi tế, hoặc là nhìn thấy được cái sự tái sanh của loài hữu tình khi họ chết, họ sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ vân vân. Thì cái đó gọi là thiên nhãn do thần thông. Nếu các vị thiên ở trên cõi trời, con mắt của các vị để nhìn thấy ở dưới cõi nhân loại có cái gì xảy ra đó, thì cái đó cũng được gọi là Dipachakhu. Nhưng mà thiên nhãn trên đó là do năng lực của hao quá sanh. Còn thiên nhãn ở dưới cõi người chúng ta mà các cái vị tu thiền chứng, họ chứng đắc thiền rồi họ có thiên nhãn thiên nhĩ, thì thiên nhãn đó cũng đi vào trong phút, nhưng mà đi vào trong thì do năng lực của thần thông Aphinya. Aphinya là diệu trí hay là thắng trí. Và thứ ba nữa gọi là Panya Chakhu là tuệ nhãn, tức là có mắt trí tuệ. Có mắt trí tuệ ở đây đó là chỉ cho tuệ đạo tuệ quả, tuệ ở trong tâm đạo, tuệ tuệ trong tâm quả, gọi là Panya, Panya Chakhu. Thì khi mà nói đến tác thành không mắc là chắc khúc karana với mức hiện tầm đó, thì nó lại làm cho mất đi cái tuệ nhãn, mất đi cái tuệ nhãn, tức là mất đi cái trí tuệ đạo quả, gọi là Panya Chakhu Karanti là Chakhu Karana. Một điều nữa gọi là tác thành không trí Anjanakarana, chúng giải giải thích ở đây tức là chỉ cho Anjanakarantiti là làm cho thiếu hiểu biết như người ta nói giận quá bất khôn đó, tức là không có cái sự khôn ngoan, không có sự hiểu biết. Gọi là tác thành không trí. Là đưa đến tuệ đoạn diệt. Nhưng mà cái chỗ này đó thì chúng tôi không có muốn xài đưa đến tuệ đoạn diệt. Bởi vì tuệ đoạn diệt ở đây đó, rồi chúng ta lại hiểu lầm là có một cái thứ tuệ, thì chúng ta phải nói là đưa đến sự đoạn diệt tuệ, hay là trí tuệ. Ở đây có ba cái loại trí tuệ: Kamasaka, Samasakata, Panya, là tuệ về nghiệp, nghiệp báo,
Tuệ hiểu biết về nghiệp báo Chanapanya, tức là tuệ tác chứng thiền Vipassana Panya, tức là tuệ tuệ quán minh sát. Thì Imatisopanya, tức là ba cái tuệ này nè, Apavatikarnena Nirodheti thì gọi là Panya Nirodhika. Ba cái loại tuệ này nó bị diệt mất bởi vì nó không có cái sự diễn tiến, nó không được phát sinh. Thì như vậy gọi là ồ sư lập lại ba cái tuệ đó. Một là cái tuệ biết nghiệp báo, hai là cái tuệ chứng đắc thiền chứ không phải là tuệ về nghiệp báo, tuệ về hiểu biết nghiệp báo, nó trùng nhau. Rồi thứ ba mới là tuệ minh sát. Sài Gòn mưa nắng chỉnh lại, sửa lại ba cái tuệ Kapasaka Samasaka Sakata Panya Chana Panya Vipassana Panya, ba cái loại tuệ đó. Rồi thứ đến đó là nói đến cái vấn đề dự phần vào tổn hại. Vikhatapatthika, tức là dẫn đến cái sự hại thương tổn. Do khổ quả, tức là do cái quả dị thục xấu. Quả thật vậy, khi mà khởi lên cái tà tư duy thì nó đưa đến cái hại như là đề khưu của Kalika, mà khởi lên cái tâm hiềm hận, rồi nghĩ quấy cho hai vị thượng thủ Thinh Văn là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Bụt Người Liên. Với cái tư tưởng nghĩ quấy đó đó xúc phạm đến người vị thánh như vậy thì cô Kalika bị chết do cái bệnh ngoài da. Rồi sinh xuống địa ngục. Cái đó là gọi là dư phần tổn hại. Và cái điều cuối cùng không, ba cái tài tư duy này không đưa đến Niết Bàn, và chứ không đưa đến Niết Bàn gọi là Niết Bàn á, Sanvattanika. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là có ba loại Niết Bàn. Một là Kilesa Nibbana, tức là phiền não Niết Bàn. Phiền não Niết Bàn tức là cái sự giật hay là cái sự diệt các cái phiền não, không có cho nó sinh hưởng. Nên cũng giống như là mình thổi cái lửa của cái ngọn đèn vậy đó,
Khi mà lửa đó nó tắt rồi thì nó không có còn đốt cháy lên. Chúng ta dập tắt cái ngọn lửa. Khi mà nó cháy nhà, ta phải dập tắt cái ngọn lửa. Thì ở đây phải dập tắt cái phiền não và kile sanh nibbana. Thứ hai gọi là khanh thá niết bàn năng là ngũ uẩn niết bàn, tức là vô dư ý niết bàn. Bởi vì khi mà một vị chứng quả a la hán thì vị đó chỉ mới có dập tắt được phiền não, nhưng mà vị đó còn sống thì gọi là hữu dư ý niết bàn. Cho đến khi vị đó hết tuổi thọ rồi viên tịch, không còn cái sự tái sanh nữa, thì như vậy mới gọi là ngũ uẩn niết bàn. Rồi thứ ba nữa là tha tu niết bàn, hay là sariyarika tha tu niết bàn, tức là xá lợi niết bàn. Như là di cốt, xá lợi ở đây tức là di cốt, sau khi hỏa táng trà tỳ thân xác của Đức Phật thì xương cốt của ngài được gọi là xá lợi sari, nó mới nếu nói cho đủ sariyarika tha túc, sariyarika tha túc. Nhưng mà gọi sari là sari là xá lợi, cái âm vậy. Thì ở đây thưa quý vị, nếu đứng cái chỗ này thì sẵn cũng nói luôn cho quý vị thôi. Bây giờ chúng ta lỡ trễ giờ thì ta trễ giờ luôn. Có thể là chúng ta học bữa nay cái phần đầu, cái phần bất thiện tầm, rồi cái tuần sau chúng ta học về thiện tầm đi, để gom lại. Bây giờ còn có nửa giờ đồng hồ nói cho đủ. Cái vấn đề xá lợi đó, người Phật tử chúng ta nhiều khi không không có rành, cho nên chúng ta nghe ai nói xá lợi chúng ta nói xá lợi. Rồi cái có những người vì không có biết được cái xá lợi như thế nào, cho nên khi mà nghe người khác nói cái vị hòa thượng đó hay vị thượng tọa đó tịch sau khi hỏa táng, đệ tử mới đem xá lợi về thờ, cái người này cười nói rằng bộ đắc a la hán sao mà có xá lợi. Nhưng thật thưa quý vị, đúng họ nói vậy cũng đúng đó. Nhưng mà điều cái từ gọi là xa rít, chữ chữ sari ở đây đó, sarira đây là cái thân này, sarira là thân này, còn chữ tha tú là xương cốt, cho nên sarira tha tú tức là cái xương cốt của cái thể xác, xương của thể xác. Khi mà chết thì cái thây thi thể để đó là nó còn da, còn thịt, còn gân, còn xương. Nhưng mà khi đốt cháy thịt gân xương hết rồi đó thì còn lại cái phần mà nó lẫn với tro đó, cái đó gọi là hài cốt. Cái hài cốt đó gọi là tha túc, saririka tha túc. Cho nên nếu mà người ta nói ồ con người chết thì chỉ còn xá lợi thôi thì cũng được chứ không phải không, bởi vì họ chỉ nói là còn lại cái gọi là sariri các tha túc thì họ nói đúng chứ không phải sai. Nhưng mà họ nói sai
chưa phải nói đúng. Quý vị biết tại sao nó sai không nói đúng? Tại người kia họ nói xá lợi đó là họ quá tôn tôn sùng, họ biết, họ tưởng đâu là xá lợi là cái xương cốt của vị thánh a la hán, cho nên họ tuyên bố ông thầy của họ để lại xá lợi thì mình phản bác, là mình phản bác cái đó thôi. Nhưng mà nói theo từ đó thì đúng. Chẳng hạn như khi mà chúng tôi nói sau khi chết hỏa táng xong mình còn để lại xá lợi thì đúng, là tại sao? Vì chúng tôi hiểu chữ sa-rít, rít là tha túc, cái đó chỉ là hài cốt của cái dục thể chứ không có gì lạ cả. Còn cái người mà họ không hiểu biết mà họ nói, họ tân bốc, họ tán thán, họ nói cái vị kia ông thầy của tôi chết để lại xá lợi thì cái đó họ mới nói sai, sai cái ý, nhưng họ cũng không có sai từ. Còn khi mình phản bác thì mình phản bác là đúng ý nhưng mà sai từ, nó rắc rối lắm chứ phải nên tôi phải nói giảng người chữ gì có cái đĩa Phật pháp của người pháp, cho nên càng học quá mới thấy mình càng dốt. Và cái người mà học nhiều biết nhiều đó họ càng phải khiêm tốn, không có nên phát ngôn bừa bãi. Tại vì sao vậy? Vì chúng ta học, chúng ta hiểu biết nhiều, chúng ta biết là cái nào nói đúng lý mà sai từ, cái nào nói sai lý mà nó đúng từ, chúng ta biết rõ, cho nên chúng ta không phản bác ai hết. Chúng ta hiền khô không phải ác bác ai hết, kệ chúng sinh muốn nói sao nói. Có bây giờ trở lại cái vấn đề đó, người Phật tử chúng ta cũng phải chú ý một điều á. À, hồi sáng này có Bụng Thị Nam ông vô chùa, ông vua chùa chúng tôi đang đang sửa lại cái, đang tân trang lại cái tháp Xá Lợi. Anh ta mới hỏi chúng tôi một câu rất là, anh ta nói tháp ở trên tháp Xá Lợi có thờ Xá Lợi Tử Công Sư. Chúng tôi nghe nói thì chúng tôi biết anh chàng này nữa, ảnh xấu hay tốt, dốt hay nói chữ, ảnh không hiểu hiểu Xá Lợi Tử là cái gì. Chúng ta đọc ở trong kinh điển, kinh điển mà kinh điển truyền ra cũng người khác viết là thôi, người ta viết là, quý vị biết cái chữ Xá Lợi Tử là cái gì không? Ở đây đó chữ Xá Lợi Tử nó có hai nghĩa, một là họ lấy theo cái nghĩa giới tử là cái hạt cải, cho nên Xá Lợi Tử là cái hạt xá lợi, bởi vì cái xá lợi của Đức Phật đó nó rã ra từng hạt chút chút, như hạt đậu, hạt mè hoặc là hạt thóc, cho nên gọi là hạt là xá lợi tử. Nhưng mà nói như vậy người ta sẽ hiểu lầm cái chỗ tên của ngài Upatissa là Sariputta. Chữ Sari là tên của bà mẹ ngài, nữ môn Sari, người ta âm là Xá Lợi, nữ mà là môn Xá Lợi Sari. Chữ Putta tử là cái đứa con trai, vì ngài Upatissa ngài là con trai của bà Sari cho nên gọi là Xá Lợi Tử, hay chúng ta thường gọi là Xá Lợi Phất. Nếu mà chúng ta đọc âm luôn là Sariputta là Xá Lợi Phất, mà nếu vừa âm vừa dịch á, thì vừa dịch á, vừa âm vừa dịch thì chúng ta nói Xá Lợi Tử là con trai của bà Sari, con trai của bà Sari. Do đó cho nên khi mà chúng ta muốn nói đến
Xá lợi thì chúng ta nói xá lợi được rồi, xá lợi Phật, xá lợi Đức Phật nói vậy đúng rồi, còn chúng ta nói xá lợi tử thì người ta sẽ hiểu lầm là Sariputta. Cho nên chúng ta trúng cái sự hiểu lầm đó thì chúng ta phải nói khác đi chút. Vậy chúng tôi mới hỏi thì Nam đó, hỏi nó biết cái từ xá lợi tử là sao, nó vẫn biết nghe ta nói vậy thì chúng tôi biết là cha này anh không hiểu mệt, anh là đi nói kiểu đó. Vậy bây giờ trở lại vấn đề thưa quý vị, ở đây chúng tôi có phiền não niết bàn, ngũ uẩn niết bàn và xá lợi niết bàn. Xá lợi niết bàn là khi mà xá lợi của Đức Phật tồn tại đủ 5.000 năm thì tự tiêu hoại, tự tiêu hoại. Người nói cái chuyện này nữa thì dây cà bắt qua dây mướp nó dài dòng nó mất đi, cho nên thôi chúng tôi nói vậy. Thì ở đây đó cái vấn đề quan trọng là phiền não niết bàn, là chúng ta dập tắt phiền não. Nhưng mà đối với người mà tối ngày cứ khởi lên cái tà tư duy, cái bất thiện tư duy, bất thiện tâm đó, bất thiện tâm là tà tư duy, thì người đó không bao giờ đạt đến cái trạng thái mà gọi là dập tắt được phiền não. Cho nên cái tà tư duy đó nó nguy hiểm lắm. Mà thế nào là bất thiện tâm? Ở đây Kamavittaka là dục tâm hay là dục tư duy? Vyapadavittaka là sân tâm hay là sân tư duy? Vyapadasankappo cũng được. Vihisavitakko là hại tâm hay là hại tư duy? Là cái sự dục tâm ở đây tức cái sự suy nghĩ nó liên quan đến phiền não dục, dục kamma. Kama Patisang Yuto là sự tư duy mà nó liên quan đến đến dục. Mà dục ở đây là gì? Dục ở đây là Kile Sakama Sahito Hutoa. Là liên quan đến cái phiền não dục, tham. Mà phiền não dục đó nó khởi lên là nó y cứ vào quá thú ca mát, tức là vật dục, tức là sắc thân hương vị xúc. Sắc thân hương vị xúc đó, cảnh sắc cảnh thân cảnh khí cảnh vị cảnh xúc, mà làm cho chúng sanh có cái sự tham đắm thích thú. Thì cái sự tham đắm thích thú sắc đẹp thứ hai mùi thơm vị ngon xúc lạc thì gọi là cái lê xá ca mát. Nhưng mà cái đối tượng để mà thân đắm là thân khi vị xúc thì gọi là quá thú ca mát, là vật dục. Chúng ta phải phân biệt hai cái đó. Còn ở đây không có nói đến ca mát lô cá, vì sao vậy? Ca mát lô cá là cõi dục, cõi dục là cõi sáu cõi trời dục giới, từ tứ thiên vương đau lợi dạ ma đô xuất quá lạc thiên tha quá tự tại, rồi cõi nhân loại là bảy bảy cõi vui dục giới, rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh lô tu la là bốn cõi khổ nữa, thành ra 11 cõi dục giới. 11 cõi dục giới đó chúng ta gọi là kamaloka. Kamaloka không có liên quan đến vấn đề mà dục tâm. Dục tâm ở đây đó là chỉ ngay cho
cái tư duy mà liên hệ đến vật dục và phiền não dục, liên hệ đến vật dục và phiền dục, tức là liên hệ đến đẹp tướng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, và phiền não dục là khởi lên cái lòng tham đắm đối với sắc thinh hương vị xúc đó. Cái đó là nói cái của đó gây ra cái này là sư nói. Sư nói thêm về 11 có dục, nhưng ở đây Sài Gòn mưa nắng đừng có đem 11 có dục vô trong này, rồi cái những người khác họ hiểu lầm, họ tưởng đâu có liên quan đến chữ Kama Vittaka. Bỏ 11 có dục đó, sư chỉ nói thêm là chữ Kama ở đây là chúng ta nên hiểu là cái phiền não dục, cái lê sa Kama, vật dục quá thúc Kama và khổ dục Kamaloka cá vậy thôi. Nhưng mà chúng ta bỏ cái đó đi, bỏ coi dục, nó chỉ liên quan hai cái đó là phiền não dục chứ tâm mà liên quan đến cái đó thì gọi là dục tập. Một người mà tối ngày cứ mơ tưởng đến cái bóng sắc, người nam thì mơ tưởng đến cái bóng sắc của người nữ thì mơ tưởng đến cái hình bóng của người nam trong cái sự đắm nhiễm, hay là mơ tưởng trong cảnh thân hương vị xúc. Như Đức Phật ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, không có cái cảnh nào mà nó bị chi phối chinh phục cái trái tim của người nam cho bằng sắc thinh hương vị xúc của người nữ. Ngược lại cũng không có cái gì chinh phục cái trái tim của người nữ bằng sắc thinh hương vị xúc của người nam. Cho nên nam nữ ở trong đời này do cái dục tư duy mà đó khởi lên cái phiền não. Ngay cả cái chuyện mà ngoài cái bóng sắc ra đó thì con người còn mê cái mê luyến âm thanh, có người họ mơ tưởng về nhạc, những bài ca, những bài hát, những bài nhạc nó du dương, nó hấp dẫn tâm họ vốn dục, như vậy mê thích cảnh thinh. Còn có người thì họ mê thích cảnh hương, tức là hương thơm, họ thích thú xài những cái loại hương liệu được sản xuất từ những loại nước hoa, đi đâu họ cũng trải chuốt, họ cũng thoa sức lên trên người để cho thơm. Rồi có người thì họ mê thích ở trong cái vị, tức là họ mà gọi nghe cho nó hấp dẫn, cho nó hay đó, tức là họ có tâm hồn ăn uống. Nhưng mà thực ra đó là người này tối ngày cứ nghĩ đến chuyện ăn thôi, tức là phải làm sao để có được cái món ăn ngon hợp khẩu khoái khẩu, vì chi phối cái đó cứ nghĩ tưởng cái đó, rồi suy tư đến cảnh xúc. Cảnh xúc ở đây nó bao gồm khi mà ở trong nằm ở trên giường êm đắp chăn ấm, hoặc là ngồi ở trên ghế massage, hoặc là suy nghĩ đến cái sự xúc chạm hấp dẫn giữa cái cơ thể nam và cơ thể nữ. Trong vấn đề mà hưởng lạc vân vân thì cái đó, tất cả cái đó đều gọi là cảnh xúc mà người chúng sinh mơ tưởng hay là suy nghĩ đến. Cái đó gọi là dục tầm. Ở trong bài kinh mà ở trong bộ kinh, bài kinh mà Đức Phật nói về đại khổ uẩn, thì ở trong đó ngài nói đến cái sự nguy hiểm của các dục.
Chúng sinh ở trong đời này thì chính do thích thú muốn hưởng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, do cái nguyên nhân dục lạc đó khiến cho họ tranh đoạt với nhau, làm tổn thương lẫn nhau, họ tạo những ác nghiệp để mà có được cái đó, rồi phải bị sinh xuống địa ngục. Tất cả đều là do dục lạc mà ra. Trời đó người ta chỉ nói là do cái miếng ăn, nhưng mà thật sự con người làm ác không phải do miếng ăn không, do sắc thinh hương vị xúc cả năm, chứ không phải cả năm dục lạc, chứ không phải là chỉ do cái vị vị dục không. Rồi thứ hai nữa gọi là Pyapada, tức là sân thầm, là tư duy mà liên hệ đến cái sự phẫn nộ, cái sự bực bội, cái sự tức tối. Khi mà con người chúng ta đó không khéo tu tập, chúng hay tìm cái khuyết điểm của người khác khi mình nghĩ đến cái khuyết điểm của người khác thì mình sẽ sanh lòng chỉ trích. Mình khi mà đã chỉ trích thì mình dùng lời nói thô bạo để mà chỉ trích cho nó sướng miệng, hoặc là do cái tâm sân, do cái tâm sân hận mà chửi mắng người khác. Thì như mình chính do cái tâm sân nha, do cái tư duy mà thuộc về sân tư duy, sân tư duy hay là sân tầm, mà nó làm cho con người cái tâm trí nó bị rối loạn. Đúng như nãy rồi người ta nói giận quá mất khôn. Khi mà một người mà sân sân giận quen đó thì lúc bây giờ người đó không có ăn được, người nóng tính là người không có khôn ngoan. Cho nên cái sân tư duy đó, cái sân tầm đó nó cũng nguy hiểm lắm thưa quý vị. Người mà tối ngày cứ suy nghĩ bực bội khó chịu người này người khác, hay có cái sự bực phiền một chuyện chút chút rồi cũng có cái tâm sân giận đó, thì trong trường hợp này nó sẽ không có hay, làm cho người này cái tâm không được an lạc, đi vào giấc ngủ không được an vui do cái tâm sân. Mà khi ngủ rồi thì chiêm bao thấy điều ác mộng cũng do tâm sân. Đến khi thức dậy, cái đầu óc nó bị bần thần, mệt mỏi, thức không được an vui cũng do tâm sân. Người mà có tâm sân, cái tư tưởng sân giận, dễ nổi nóng, người đó bạn bè sẽ tránh xa, người ta không muốn chơi với cái người mà có tánh tình sân hận nóng nảy gì. Chư thiên không có ưa mến và người không có ưa mến. Sắc mặt của người có tâm sân đó không có đẹp, lúc đầu cũng
Đâu có quọ quọ, người ta nhìn cái mặt người ta thấy là mất thân tình đi, cái người có tâm sân. Rồi nếu mà người có tâm sân, lúc mà họ họ ăn uống gặp những cái thứ độc dược hoặc là lửa cháy nhà, thì lửa thuốc độc khí giới có thể xâm hại người có tâm sân nó dễ lắm. Tuần sau chúng ta học đến cái vấn đề tâm từ thì quý vị sẽ thấy rằng người mà có tâm từ mát mẻ, người đó không dễ ai đánh thuốc độc được, không dễ gì bị lửa cháy được, không dễ gì bị người ta xâm hại bằng khí giới được. Nhưng mà giờ hôm nay chúng ta chỉ học về về bất thiện tình thôi. Rồi cái bất thiện tình thứ ba đó được gọi là quyến hương sao của tất cả. Những người ở trong đời này không những là có cái tâm sân hận mà họ còn có cái tâm độc ác, là khi mà họ bực họ giận người nào rồi đó thì họ khởi lên cái tâm độc ác muốn tiêu diệt người đó, muốn giết hại người đó. Họ có thể dùng gậy gộc, dùng nước đá hoặc là dùng đến khí giới, hung khí để mà giết hại người kia để trả thù. Thì như vậy cái đó gọi là hại tòng. Tối ngày phải suy nghĩ cái đó. Thì ở đây đó, chúng ta đừng nghĩ chúng ta tu tập chỉ là bố thí trì giới tu thiền là đủ. Ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta có cái tâm bố thí nhưng mà ngày thường chúng ta thích thú trong cái việc mà hưởng dục, suy nghĩ về hưởng dục lạc đó, dục tâm nó nhiều quá, cái sự bố thí của chúng ta nó cũng không được thanh tịnh. Dù cho chúng ta có đi làm việc từ thiện đi nữa, nhưng mà chẳng qua là rửa tiền, bởi vì tiền dư giả quá cho nên bây giờ sợ người ta nghi ngờ không biết tiền này làm sao mà có, cho nên người đó họ mới bỏ ra một số tiền để đi làm việc từ thiện cho người này người khác. Không phải là hoàn toàn hết tất cả những người làm việc từ thiện đều có cái mục đích xấu, nhưng mà ở đây đa phần người ta làm người ta không không biết rằng là chừng nào mà cái tư duy của họ nó thuộc về ly dục tầm thì lúc bấy giờ thì sự bố thí đó nó mới thật sự là bố thí của vị Bồ Tát. Còn sân tầm muốn biện, dầu cho chúng ta có giữ giới nhưng mà coi chừng chúng ta rơi vào tình trạng giới cấm thủ, bởi vì cái tâm sân giận mình còn thì cái việc giữ giới của chúng ta nó chỉ làm cho mình nóng nảy thêm thôi. Có việc chúng ta sẽ phân tích cái vấn đề này cho các Phật tử chúng ta hiểu. Mình giữ giới phải có cái tâm từ mát mẻ, chứ không phải giữ giới bằng cái tâm sân hận. Rồi cái hại tòng quý vị, dầu cho mình giữ giới không sát sanh nhưng mà mình còn có cái sự muốn đến được hay là muốn mình khổ người khác bằng cái lời nói, thì như vậy cũng không nên. Còn vấn đề chúng ta tu thiền
Người mà có dục tầm, sân tầm, hại tầm thì thôi người đó nói tu thiền, nói ngoài miệng chơi vậy thôi chứ họ tu cũng không có hiệu quả. Là tại sao vậy? Là tại vì chính cái dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy đó nó còn ở chứa trong lòng đó, thì không bao giờ quý vị xem ở trong các cái chùa Thiếu Lâm đó, học trò người nào mà đi vô chùa Thiếu Lâm mà xin học học võ vì họ nuôi ở trong lòng một cái thù hận ở ngoài đời, họ muốn học võ để họ trả thù. Ông sư phụ không có dạy đâu, ông sư phụ nói nếu mà con còn tạp niệm như vậy đó là bao giờ con luyện võ được, cho nên muốn võ công thâm hậu thượng thừa đó thì đang trong lúc mà luyện võ đó thì phải hoàn toàn loại bỏ cái từ sự thù hận ra bên ngoài, không có nghĩ tới. Thì cái đó nó như thế nào thì ở đây chúng ta phải hiểu, chúng ta muốn tu thiền là chúng ta phải loại bỏ cái bất thiện tư duy chúng ta mới tu thiền được, tu thiền chỉ hay thiền quán mới được. Chứ còn nếu như mà chúng ta còn cái tà tư duy đó thì cái trí tuệ và thiền, trí tuệ thiền chỉ, trí tuệ thiền quán và cái trí tuệ về hiểu biết nghiệp quả, trí tuệ nó mất hết, không có thành tựu được đâu. Mà không có trí tuệ đó thì làm sao mà thành tựu được niết bàn. Cho nên chi ba cái tư duy này Đức Phật đã nói là ba cái bất thiện tâm đó gọi là Antakarana, tức là tác thành mù. Acakkhukarana là tác thành vô nhãn, tác thành không có mắt. Anyana tức là tác thành không có trí. Panya Nirodhika tức là đưa đến cái sự đoạn diệt trí tuệ. Vikhata Pakhika tức là đưa dự phần tổn hại. Anipanasaṃ Patanika tức là dẫn đến, như là không dẫn đến Niết bàn. Vậy đó, bát và tư duy. Thì ở đây đó, hôm nay bài học này vì cái tính quan trọng cho nên khi giảng kỹ cái phần đầu ba tà tư duy cũng đã hết giờ. Như vậy chúng tôi hẹn lại quý vị trong tuần sau sẽ giảng ba phần, ba cái thiện thiện tầm, ba cái thiện tầm ở phía sau. Sau chúng ta học chỉ có ba thiện tầm đó thôi. Bây giờ thì xin kết thúc ở đây. Kính thỉnh và thượng kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh Quan Hỷ tụng kinh chúc phúc phước bảo cho rùm, chúng ta nghỉ để chuẩn bị qua bên rùm Đức Phật pháp của thầy Thầm Mạn Nam Mô Bụt Thầy. Bhagavato sabbamangalam rakkhanto sabbadevata sabbabuddha nirbhavana sadā sati bhavantute Bhagavato sabbamangalam rakkhanto sabbadevata sabbadhamma nirbhavana sadā sati bhavantute Bhagavato sabbamangalam rakkhanto sabbadevata sabbasanghā nirbhavana sadā sati bhavantute Tất cả phương có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.